Chúng ta thấy như vậy đó, thấy mình đang sống như vậy đó, mình nhìn về cái chết, mình thấy chết rồi thôi, phải không? Phải mà chết đến rồi thì phải chấp nhận thôi, phải không? Nhưng mà sự thật trên cuộc đời này nè, nó không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ. Nó không hề dễ dàng là thôi giờ phải chết mà đến trời kêu ai nấy dạ. Không phải là ông trời ông kêu rồi chúng ta dạ chúng ta đi đâu, không phải vậy. Mà cái tâm của chúng sanh á, trong cái sự ra đi này nè, thật sự là nó quằn quại vậy lắm. Nhưng mà thật sự bây giờ đó, luôn luôn lúc nào thì tôi cũng nghĩ rằng mình mong mình được chết cho lẹ lẹ. Mà Diệu Thiện nói rằng khi mà lỡ mà nó bệnh nặng quá, nó vô nhà thương đó, thì Diệu Thiện sẽ năn nỉ cái người mà lo cho mình, cái bác sĩ hoặc là y tá, nó năn nỉ người ta làm sao mà giúp cho mình chết lẹ lẹ chút, nên đừng có cho mình biết, cứ cho mình uống cái thuốc gì đó mà ngủ cái ngủ luôn. Tại vì cái đó đó là cái mà nhiều người họ suy nghĩ lắm. Nhiều người họ suy nghĩ là họ mong muốn là họ chết cho lẹ, chết cho êm, chết cho ngọt. Nhưng mà đi Cái vào gì trong cũng cái có. thực tế đó, nó không phải vậy. Nó không phải vậy. Nếu mà nó đơn giản vậy đó, là người ta giải thoát nhiều lắm. Đúng hay không? Nó đơn giản như cô nghĩ là người ta giải thoát nhiều lắm mà không tu cũng giải thoát nữa. Lại vì có nhiều người không tu hành gì hết mà họ cũng mong muốn là mong sao chết cái cho khỏe. Vậy là người ta giải thoát hết rồi. Nhưng mà thực tế nó không như vậy. Nó không như mình nghĩ. Mà khi mình nghĩ như vậy là thật sự mình vẫn chưa chiêm nghiệm được cái chết. Còn chiêm nghiệm được cái chết thì mình mới thật sự biết là người ta quằn quại như thế nào khi người ta ra đi. Mà trong cái trạng thái tâm thức cái khi đó đó, khi mà người ta không còn thốt ra lời nữa, không còn thốt ra lời nữa, người không còn động đậy được nữa và không còn thể ra dấu hiệu được nữa, nằm im lặng phía bên trong. Mình tưởng đâu là người ta im lặng người ta ra đi, nhưng chưa hẳn. Nếu ai cũng im lặng như vậy và phần nhiều người ta ra đi là như vậy, là giải thoát hết, không có sinh luân hồi. Không có luân hồi. Mà tại sao mà trong ngay cả có thiền định mà còn không thoát được luân hồi nữa mà. Nếu có thiền định mà không có trí tuệ, nếu có giới hạnh mà không có trí tuệ thì vẫn không ra khỏi được sanh tử. Chứ đừng nói gì là không tu. Mà cái tư tưởng và cái suy nghĩ cô nói là của rất là nhiều người. Ai cũng muốn điều đó hết. Ai cũng muốn là sao là chết dễ dàng, nhẹ nhàng, nhưng nó không. Nó không. Nằm ở đó đó, đôi mắt không động đậy, không mở được, thân thể không nhúc nhích cho người ta biết được, tay chân không động đậy để ra dấu hiệu gì được, miệng không mở ra để mà kêu mà nói cái gì được. Mà trong này nó còn tỉnh. Bên trong nó hoạt động. Thọ tưởng hành nó hoạt động. Thọ tưởng hành nó hoạt động. Mà chúng ta để ý coi, chúng ta có để ý những người mà đã từng thấy những người mạng chung á, trên cái khóe mắt của họ nhìn thấy cái gì? Hơi động lại một tí Một nước mắt, nước mắt. hoặc là một giọt nước mắt trào ra. Cái đó nhiều bất nhiều tiền có thấy gì thấy một một hai người. Hoặc là một giọt nước mắt trào ra, hoặc là nó không trào ra một giọt nước mắt nhưng mà nó có động lại ương ướt trên cái khóe này nè. Không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Nó không phải đơn giản như mình nghĩ đâu. Rồi cái khi đó nằm nghe người ta nói, nghe người ta kêu mà không nói lại được, không kêu lại được. Rồi cái khi mà ra khỏi cái thân rồi, ra khỏi cái thân rồi, nó có nhiều cái vấn đề lắm. Nó có nhiều cái vấn đề lắm. Cái giai đoạn đầu là cái tâm của mình khi mà nó vừa ra khỏi cái thân, mình vẫn chưa tin hẳn là mình chết, mình vẫn thấy nó vẫn chỉ mới là nhìn lại xem lại như vậy thôi. Nhưng mà khi thật sự mà biết là đã là chết thật sự rồi, người ta lúc đó người ta sẽ có những cái cố gắng trong tâm thức, người ta sẽ có những cái sự cố gắng. Chứ nó không có đơn giản, nó không có đơn giản. Tại vì sao?
bình thường trong đời sống của mình, phần nhiều mình không phải nói là phần nhiều mà chúng ta hành xử theo dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thôi, theo cái cảm giác cảm xúc thôi. Rồi đến cái khi mà ra đi như vậy đó, thì sao cũng vẫn là cái sự quấy rối của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thôi, chứ nó đâu có đơn thuần mà để cho chúng ta mà nằm im lìm mà từ giã cõi đời mà thôi cho tôi mỗi thuốc ra đi. Nó không đơn giản, nó không đơn giản. Tại vì sao? Bên trong sao có định không? Không định phải không? Mà bây giờ ngay cả có định mà im lìm ra đi rồi mà không có tuệ, là không thấy được cái trạng thái định đó là cái gì, và không quán từ bỏ, thì vẫn sanh tử luân hồi. Chứ không phải là dễ, nó không phải là dễ, không dễ chút nào hết, không dễ chút nào hết. Phải thật sự là chiêm nghiệm, thật sự là chiêm nghiệm vào trong đó. Cũng giống như cái việc nhập thất vậy đó. Chúng ta nghe nói người tu nhập thất ngon lắm hả? Chúng ta đây là nhập thất gọi là vui vẻ của cư sĩ, nhập thất mà còn là có sinh hoạt là vui vui. Nhưng thật sự một người tu mà xuất gia, người ta nhập thất là người ta vào một cái nơi chỉ có một mình, vào một cái thất nhỏ ở chỉ có một mình, mà chỉ có một mình như vậy bộ tu ngon lắm hả? Không dễ, không dễ chút nào. Khi vào cái nơi ở của một mình rồi bắt đầu sao, trời ơi, nó quậy, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó quậy. Mà đối với người trẻ thì thôi, người nào mà có cái tập khí về dục thì cái dục nó quậy mạnh. Rồi người không có cái dục mạnh mà có cái hữu lậu thì cái hữu lậu, cái vọng tưởng, cái dao động, cái gọi là cái tán loạn nó hoạt động dữ dằn lên. Bình thường sống nhau vậy không thấy hữu lậu nha, không thấy dữ dằn. Nhưng khi mà nhập thất một mình rồi mới thấy. Rồi sao cái vô minh lậu sao? Nhập thất nhưng mà không có ngồi thiền được, nó muốn ngủ không à. Nó không có dễ. Chúng ta thấy ông một người có tâm nguyện tu nhưng khi nhập thất vẫn không dễ dàng. Thì làm gì nói chuyện ra đi, cho tôi nhắm mắt rồi đi lẹ, mong cho đi chết. Nếu như vậy giải thoát hết, giải thoát hết. Nó không có đơn giản. Thiện có những người nó đang ngồi coi tele gì rồi cái im re luôn, sung sướng quá chừng, không có bệnh hoạn gì trên, chưa sao mà hẳn, có phước quá chừng vậy. chưa hẳn thì người ta sung sướng. Dạ. Tại vì khi nó đi lẹ quá, cái khi mà cái thọ tưởng hành mà nó phát hiện ra là nó đã chết rồi, nó trời ơi, trời ơi, trời ơi, chưa kịp từ giã, con ơi mẹ đây nè, con ơi mẹ đây nè, con ơi bà đây nè, trước mặt nó mà gọi nó không nghe, chưa kịp nói cái gì từ giã cái gì hết trơn, trời ơi, trời ơi, tiền bỏ kia chưa kịp nói. Trời ơi, thấy như vậy chứ mình nhìn thấy ngon chứ chưa hẳn cái tâm thức người đó là ngon, tại ngon người đó giải thoát rồi. Chỉ có cái xác này nó ra. Mình nhìn vào á, nếu mà mình đã quen biết á, những cái vị mà đã tu mà tu dạng nhập thất rồi mình mới biết được cái sự khủng khiếp của dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu là nó như thế nào. Không dễ. Không dễ. Phần nhiều những cái vị mà tu thiền mà vô thất á, nó thật sự đâu phải người ta ngồi thiền suốt cả ngày đâu. Mình tưởng vô thất ngồi thiền suốt ngày, không phải. Người ta cũng đối diện bản thân, nhiều khi vô trống nó lại làm biếng ngồi thiền, nó thích ngủ à, mà nó hôn trầm. Rồi nhiều khi vô vô trống mà ngồi thiền nó không yên được, cái vọng tưởng mà cái hữu lậu nó mạnh ra, nó không yên được, nó phân tán nội tâm. Thành ra nó khó, nó khó kinh khủng, khó khó kinh khủng khó, chứ không phải như đơn giản. Mà cái việc học ngũ uẩn là để làm gì? Để nhìn thấy được trong những cái hoạt động đó, bức xúc đó của thân tâm nó chính là cái gì, nó chính là cái gì. Rồi với cái thời gian còn sống đây là tập nhiếp phục, con dùng cái chữ tập thôi chứ chúng ta thấy con nói cái chữ là nhiếp phục được đâu. Tập, tập thôi, mình còn phải tập, phải nghiến răng, phải cắn chặt lưỡi. Rồi nhiều khi không có nhiếp phục được, nó bộc phát ra, rồi sau đó mình phải hối hận, mình phải tiếp tục và tập với phục như vậy một thời gian. Ban đầu mà nó dữ dằn giống như là một con ngựa hoang vậy đó. Và từ từ bắt đầu đó, nó thuần lại chút, từ từ như vậy. Huấn luyện mà huấn luyện ngựa hay là huấn luyện voi, chúng ta thấy phải có cả một cái quá trình. Thì cái sự huấn luyện cái tâm này là cả một cái quá trình, nó không có dễ. Mà
để mà đi vào được trong cái sự tu tập mà huấn luyện đó, đó là phải nhìn thấy được. Thì cái nhìn thấy đó là cái trí về ngũ uẩn đó, tác dụng của cái trí về ngũ uẩn đó. Và cái sự tu học này là cái đầu tiên hết, làm sao mà mình phải nhìn ra được những cái trạng thái tâm của mình và ngay cái ngũ uẩn thôi à. Mạng chung là giây phút tê tái nhất của các chúng sanh, khi phải từ bỏ hết tất cả những gì thân thương đã gắn bó với mình trong mấy chục năm qua. Nhưng đã có sanh thì sẽ có diệt. Đó là sự đau lòng của cuộc sống này. Đó là sự thật của cuộc sống này. Đó là sự khống chế của cuộc sống này, là sự áp bức của cuộc sống này. Vì nhìn thấy cảnh đau lòng bị sanh tử khống chế, và vì không chịu đựng nổi những cảm xúc thống khổ này, mà Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ để xuất gia tìm con đường giải quyết, giải tỏa, giải phóng, giải thoát khỏi tất cả những nỗi thống khổ áp bức của sanh tử. Và rồi, cuối cùng, bốn sự thật về sanh tử hay bốn sự thật về cuộc sống đã được phơi bày. Con đường đưa đến sự giải thoát khỏi tất cả những thống khổ này được khai mở. Ánh sáng đã chiếu soi vào bóng đen của sanh tử. Mặt trời đã tỏa sáng, đã phả ánh sáng vi diệu vào sự thật của sanh tử. Và sự thật đó chính là gì? Sự thật thứ nhất, sự chấp thủ vào ngũ uẩn là phiền não, là khổ đau, là đưa đến sự khống chế của sanh tử, của những trò mây khói sanh tử triền miên không dứt. Sự thật thứ hai, ngũ uẩn này sanh khởi, trò sanh tử triền miên này sanh khởi là do tâm bị vô minh, vô trí, do tâm bị sự không thấy biết rõ về sự vận hành và hoạt động của ngũ uẩn trong tự thân, và những tham ái, thèm muốn, thèm khát, khát ái thân ngũ uẩn này. Sự thật thứ ba, ngũ uẩn đoạn diệt, trò sanh tử triền miên này đoạn diệt khi tâm hết vô minh, hết vô trí, hết tham ái, hết thèm muốn, hết khao khát đối với ngũ uẩn. Sự thật thứ tư, phương pháp chân chánh đưa đến tẩy sạch sự vô minh và vô trí và sự khát ái đối với ngũ uẩn, đó chính là phương pháp tám đúng. Tức là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Với một phương pháp đúng toàn bộ và toàn diện về mọi mặt của cuộc sống như vậy, thì hành giả mới có thể đâm thủng mạng nhện sâu dày của vô minh và khát ái. Cái đúng đầu tiên hết trong phương pháp tám đúng chính là phải thấy biết đúng, thấy biết rõ ràng, thấy biết chân thật, thấy biết đầy đủ, thấy biết trọn vẹn, thấy biết đúng sự thật về sự đang có mặt, đang vận hành
đang hoạt động của ngũ uẩn trong nội tâm này. Thấy biết ngũ uẩn đang dẫn dắt, đang chi phối, đang lộng hành, đang khống chế tâm như thế nào? Đó là điều đúng đầu tiên mà một hành giả cần phải tu tập để đi đến sự chế ngự và nhiếp phục lòng tham ái, lòng chấp thủ đối với ngũ uẩn. Khi đã thành tựu cái đúng đầu tiên này, tức là thành tựu chánh tri kiến, thành tựu trí tuệ thấy biết được tự thân mình, thì hành giả mới có thể bắt đầu dần tu tập và dần thành tựu 7 cái đúng còn lại. Tức là sau khi thành tựu sự thấy biết đúng về thân tâm mình, thì hành giả mới có thể bắt đầu thực hành sự suy nghĩ đúng, nói lời đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng việc, quán đúng chỗ và định đúng cách. 8 cái đúng này giúp hành giả điều chỉnh 8 hoạt động của thân khẩu ý đi vào chánh đạo, đi vào một đời sống chân chánh, đưa đến sự hoàn toàn nhiếp phục được thân tâm mình. Như vậy, cái đúng đầu tiên là sự thấy biết đúng sự thật về ngũ uẩn là điều kiện tiên quyết, là điều kiện tuyệt đối quan trọng đối với một người tu. Nếu chưa thành tựu trọn vẹn sự thấy biết đúng về ngũ uẩn trong tự thân, thì không thể đi đến sự nhiếp phục hoàn toàn, sự tẩy sạch tâm hoàn toàn khỏi tất cả những vô minh, tham ái và chấp thủ đối với ngũ uẩn. Vì vậy, những vị đang cầu tìm phương pháp chấm dứt sự sanh tử triền miên này, cần phải nắm rõ tầm quan trọng của cái thấy biết đúng đầu tiên trong phương pháp tám đúng. Tức là cần nắm biết rõ tầm quan trọng của chánh tri kiến trong bát chánh đạo. Tám cái đúng này đánh vào tám mặt của đời sống, đánh vào tám khía cạnh hoạt động của thân khẩu ý, đánh vào tám hình thức vận hành và tám lĩnh vực hoạt động của tham, sân, si, vô minh và khát ái. Tham, sân, si, vô minh và khát ái là những thứ đã tồn đọng, đã tiêm nhiễm, đã thấm nhiễm lâu ngày, lâu đời, lâu kiếp trong chúng ta. Vì vậy, bây giờ, nếu ta muốn tẩy sạch hết tất cả những tâm tối, những cấu quế này trong tâm, thì ta cần phải có một phương pháp, một pháp hành thiện xảo và hoàn hảo thì mới có thể đâm thủng được vô minh, phá tan được khát ái và tẩy sạch được tham, sân, si đối với ngũ uẩn. Phương pháp tám đúng là một phương pháp thiện xảo, hoàn hảo, hoàn chỉnh, chu toàn, thiện nghệ, tinh vi, thâm sâu, tinh tế, tinh tường. Và chỉ có phương pháp tám cái đúng này mới có khả năng bao vây được vô minh, phong tỏa được vô minh, đâm thủng được vô minh, diệt tận được vô minh và diệt tận được khát ái. Phương pháp tám đúng này là một phát minh vĩ đại của bậc thánh nhân, của bậc tối thượng nhân, của bậc chánh đẳng chánh giác. Do phát giác, phát hiện, giác ngộ được phương pháp tám đúng này mà Bồ Tát Tất Đạt Đa mới tẩy sạch được hết tất cả những uế nhiễm của nội tâm và mới tuyên bố mình là Phật, là bậc đã tẩy sạch được những cấu quế của tâm, đã giải thoát khỏi những bùn nhơ của cuộc đời và đã nhìn thấy rõ chân tướng của cuộc đời. Đó là ý nghĩa của chữ Phật
của chữ chánh đẳng, chánh giác. Phương pháp tám đúng là một phát giác, phát hiện, phát minh vĩ đại của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Và nhờ sự phát giác, phát hiện này mà minh được khai mở, ánh sáng được tỏa sáng, rực sáng, và vô minh bị diệt tận, bóng đêm lụng tàn và tan biến. Dục, ái, tham, sân, si, bản ngã được phát hiện, được khống chế, được nhiếp phục, được chế ngự và được tẩy sạch. Phương pháp tám đúng là chiếc thuyền bát nhã vĩ đại mà bậc chánh đẳng chánh giác đã dâng tặng cho cuộc đời này. Chiếc thuyền bát nhã vĩ đại này đã cứu giúp hàng ngàn người, hàng triệu người vượt thoát khỏi biển trầm luân sanh tử, vượt thoát khỏi dòng luân hồi triền miên trong phiền não và khổ đau. Phương pháp tám đúng là sự vĩ đại, là sự thâm sâu, là sự tinh vi, là sự vi diệu, sự diệu kỳ, sự nhiệm màu, sự thần kỳ trong đạo Phật và trong cuộc sống này. Vì sao nói như vậy? Vì vô minh là sự kinh khủng nhất của thế giới này. Vô minh là vực thẳm thâm sâu nhất trong thế giới này. Vô minh là sự nhớp nhúa nhất của thế giới này. Thế mà phương pháp tám đúng lại có khả năng đâm thủng được vô minh, diệt tận được vô minh, diệt tận được khát ái và tẩy sạch được tham, sân, si, bản ngã. Như vậy, phương pháp tám đúng quả thật là điều vô cùng vi diệu, vô cùng thần diệu, vô cùng kỳ diệu trong cuộc sống và trong đạo Phật. Vì vậy, thời Đức Phật còn tại thế, khi nói về phương pháp tám đúng, Ngài đã nói rằng đây là một cỗ xe thù thắng, vô thượng chinh phục trong trận chiến chấm vô minh. Đây là pháp tối thượng trong tất cả pháp. Đây là tám pháp thanh tịnh trong sáng chỉ có trong đạo Phật. Đây là cái giá chống đỡ cho tâm. Đây là pháp mà ta đã dạy với thượng trí. Và còn rất nhiều những danh từ vi diệu và mỹ diệu mà Đức Phật đã dùng để nói về phương pháp tám đúng. Vì phương pháp tám đúng là cỗ xe thù thắng, là cỗ xe vô thượng chinh phục trong trận chiến chống vô minh, bản ngã và tham sân si. Nên người sử dụng được cỗ xe vô thượng thù thắng này chắc chắn không phải là người tầm thường, chắc chắn không thể là người phàm phu vị kỷ thấp kém, mà đó phải là bậc trượng phu, bậc trí nhân, bậc trí sĩ. Vì phương pháp tám đúng là cái giá chống đỡ cho tâm, nên người không có sự thấy biết chân chánh về phương pháp tám đúng là người không có cái giá chống đỡ cho tâm. Tâm như vậy rất dễ chao đảo, rất dễ nghiêng ngã, rất dễ dính mắc trước những làn gió thô tế của cuộc đời, của vô minh, của bản ngã. Người với tâm có phương pháp tám đúng làm kim chỉ nam trong đời sống, trong định hướng của thân, khẩu, ý,
Ví như người với tâm có cái giá chống đỡ thì không dễ bị nghiêng ngả, không dễ bị chao đảo, mà vững chắc như cột trụ được đào sâu trong lòng đất. Kinh cột trụ. Người có cái giá chống đỡ cho tâm như vậy không thể rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà tâm chỉ nhất hướng đi đến sự an lạc, thanh tịnh, giải thoát, niết bàn. Vì phương pháp tám đúng là pháp mà Đức Phật đã giảng dạy với thượng trí, nên người tu tập theo phương pháp tám đúng là người tu tập theo thượng trí của bậc chánh đẳng, chánh giác. Vì phương pháp tám đúng được gọi là pháp tối thượng trong tất cả pháp, nên người thừa tự được, người hưởng được, người thưởng thức được hương vị pháp bảo tối thượng thiện xảo này chính là người con tối thượng của Đức Phật, là bậc thừa tự tối thượng của chánh pháp, là bậc tối thượng nhân, là bậc tối thượng thừa, là bậc thừa tự được thánh pháp tối thượng mà bậc vô thượng sư đã để lại. Vì phương pháp tám đúng là một phương pháp thần diệu, hoàn thiện, hoàn hảo và đầy đủ sức mạnh, đầy đủ trí tuệ để đâm thủng vô minh, nhiếp phục vô minh và tham ái. Nếu không thực hành phương pháp thần diệu này thì không thể đâm thủng được vô minh, không thể tẩy sạch tâm khỏi các cấu uế. Đó là lý do vì sao Đức Phật đã nói lời này trong Kinh Trường Bộ. Trong pháp hành nào có 8 cái đúng, thì ở đó có người chứng thánh quả thứ nhất, có người chứng thánh quả thứ hai, có người chứng thánh quả thứ ba, có người chứng thánh quả thứ tư. Đức Phật lại nói tiếp: trong pháp hành nào không có 8 cái đúng này, thì ở đó không có người chứng thánh quả thứ nhất, không có người chứng thánh quả thứ hai, không có người chứng thánh quả thứ ba, không có người chứng thánh quả thứ tư. Vì phương pháp tám đúng là một phương pháp hoàn hảo, hoàn thiện, hoàn chỉnh trong sự tu tập, nhiếp phục và tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn, nên hành giả đừng thêm bớt bất cứ điều gì trong phương pháp tám đúng này, nếu hành giả không muốn mình trượt khỏi thánh đạo giải thoát. Vì sao? Vì Đức Phật, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã tuyên bố rằng đây là một con đường hoàn hảo, đây là một pháp hành hoàn hảo để nhiếp phục vô minh và tham ái. Nếu ai nghĩ rằng có thể thêm bớt vào phương pháp tám đúng này, thì đó gọi là người thấy mà không thấy. Thấy mà không thấy có nghĩa là gì? Tức là vị này cho rằng mình thấy, mình biết, mình hiểu lời Phật dạy. Nhưng thật ra thì vị này lại chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu gì cả. Đó là ý nghĩa của chữ thấy mà không thấy trong Kinh Thanh Tịnh trong Trường Bộ Kinh. Do đó, để đảm bảo cho hành giả không bị trượt khỏi thánh đạo giải thoát vi diệu này và không bị rơi vào nanh vuốt của vô minh, thì hãy tìm hiểu kỹ và tu tập đầy đủ theo phương pháp tám đúng
và đừng thêm bớt một điều gì ở trong đó. Vì vậy, ngày nay người công Phật cần phải hết sức cung kính, cẩn trọng, đón nhận, tìm hiểu và học hỏi phương pháp tám đúng. Vì sao? Vì đây là di vật mà Đức Phật đã để lại. Đây là bảo vật mà Đức Phật đã để lại. Đây là gia tài, là kho báu, là của báu, là tài sản, là sự nghiệp mà Đức Phật đã để lại. Người con Phật cần phải hết sức cung kính, cung nghinh, cung đón, bảo vệ, bảo hộ, bảo trọng và gìn giữ kho tàng bảo vật vô giá này mà người cha vĩ đại của mình đã để lại. Đừng để cho nó thất thoát, đừng để cho nó mai một, đừng để cho tà đạo che mờ nó, và đừng để cho nó bị lụng tàn với thời gian. Hỡi những người con chân chánh của Đức Phật, hãy dấn thân, hãy tiến bước, hãy thọ nhận gia bảo cao quý, tối thượng, thần diệu hy hữu của người cha vĩ đại của chúng ta. Hãy cung nghinh, cung thỉnh, tiếp đón, tiếp nhận một con đường hoàn hảo, một phương pháp tu thiện xảo và tinh vi để đâm thủng vô minh, diệt tận vô minh, diệt tận khát ái, đập tan xiềng xích của sanh tử, đập tan sự khống chế của sanh tử và vượt thoát thật đẹp khỏi lưới sanh tử. Hãy là những vị đệ tử tối thượng của Đức Phật, những vị thừa tự pháp tối thượng của Đức Phật. Hãy làm cho minh và thánh trí rực sáng trong tâm và tỏa sáng trong đời bằng phương pháp thần diệu tám cái đúng.